xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hành Trình Hương Vị. Dạ, xin được gửi lời chào đến anh Vũ. Chào Huy. Anh Vũ thân mến, em đang rất là nôn nóng, không biết ngày hôm nay anh Vũ sẽ hướng dẫn cho em và tất cả quý vị khán giả món ăn nào ạ? Cho em nhìn thử coi nguyên liệu này là món gì. Ơi, cái này quá dễ, nhà em hay ăn lắm. Đây là B. B thì có món gì ta? B thì em nhớ là có B hấp với lại rừng này nọ phải không? Hấp B tái chanh nè. Nhưng mà em đoán sai rồi. Ủa? Sao kỳ vậy? Mỡ này trắng vậy đâu phải thịt B đâu. Chứ là thịt gì anh? Thịt dê. Ủa? Vậy mà hồi nãy giờ em cứ nhìn em tưởng là thịt B không á mọi người. Và bây giờ thì anh Vũ sẽ định hướng dẫn cho em với tất cả quý vị khán giả món dê tái chanh. Đúng rồi. Thịt dê là nguồn dinh dưỡng nhiều đạm và chất béo không bão hòa. Dê tái chanh là một trong số những món ăn ngon được làm từ thịt dê với vị chua ngọt kích thích vị giác. Đây là món ăn được nhiều người yêu thích, không chỉ bởi dễ thực hiện mà còn vì hương vị vô cùng đặc biệt. À, mình đã có đầy đủ nguyên liệu rồi. Bây giờ em muốn hỏi anh đó là làm sao để chọn được một miếng thịt dê nó ngon và hấp dẫn. Đầu tiên thì mình chọn thịt dê thì mình nên chọn thịt tươi ha. Cái thịt nè, cái đàn hồi mình ẩn vô á, khi mà nó nhẹ ra thì cái thịt nó đàn hồi nhanh thì tươi và màu nó đỏ. Với lại có một điều này em rất là quan tâm, tại vì thông thường em ăn ở ngoài tiệm á, có những chỗ mà họ chế biến mà họ không biết cách mà sơ chế á, thì thịt dê nó sẽ có rất là có mùi. Vũ đã chuẩn bị một chén rượu gừng này ha, mình cho rượu gừng vô đây, mình bóp vô đây khoảng chừng 5 phút là nó thấm là nó khử được mùi hôi rồi. Em giúp anh cách dùm anh miếng chanh lát hồi mình tái ha. Vũ sẽ cho phần xạ gừng và ớt. Tiếp theo Vũ sẽ sử dụng vô đây một muỗng cà phê muối ha. Vũ sẽ chút vô đây thêm một muỗng canh rượu ha, rượu trắng. Vậy tất cả những cái điều này mình làm ở trong cái nồi nước này mục đích là cũng góp phần khử bớt đi cái mùi hôi của thịt dê. Đúng rồi. Anh, nhưng mà cái đoạn này quan trọng là bây giờ mình bỏ vô đây đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà mình bỏ mà mình không canh hay là mình để thời gian quá lâu thì nó sẽ không còn tái nữa. Mình chỉ luộc vô đây trong vòng 5 phút thôi em. Nếu mà cả nhà mình bụng khỏe, nói chung là mình thích ăn đậu tái thì mình sẽ để trong vòng 2 phút các bạn vớt ra vẫn được ha. Ví dụ như mà có những vị khán giả họ không ăn được đồ tái, ví dụ dê tái thì sao anh? Cái phần tái á thì người ta có hai quan niệm, một là tái vừa, hai là tái chín. Tái là cái phần mà mình định hình cái phần là nó chín vừa tới hoặc là nó vẫn còn sống. Dạ. Có sống là không phải là sống nguyên thịt mà đây mình đã trụng qua, mình luộc qua hoặc là mình hấp qua, nhưng mà cái thịt ở trong nó vẫn còn cái nước chút, cái nước ngọt của miếng thịt đó thì bắt đầu mình vắt lại chanh nữa. Wow, mấy miếng thịt đúng như là ha, anh Vũ chia sẻ mọi người, có nghĩa là luộc trong khoảng thời gian là có 5 phút thôi. Thì ở ngoài á nó sẽ chín chín và ở trong thì nó hơi tái một tí. Nhưng mà sau đó thì mình khi mình vắt chanh lên thì nó sẽ hòa quyện với nhau. Rồi anh đã cắt hành tây, gừng sợi cũng như là ấy, nó còn lá chanh nữa, em giúp anh này ha. Dạ. Trong khi chờ Huy cắt lá chanh này, Vũ dắt cái phần chanh vô đây rồi nha. Chanh mình dắt ra đây để mình làm tái cái phần dê ha. Mình đảo, tiếp tục đảo đều cho cái phần nước chanh nó vô đây nó thấm đều ha cả nhà ha. Trong khi mà chờ cái phần dê này nó tái thì Vũ hướng dẫn cả nhà pha tương bần ha. Ở đây là Vũ có 100ml tương bần thì Vũ sẽ sử dụng vô đây là 70g đường ha. Món ăn này là mình sẽ thường xuyên mình ăn với lại tương bần. Đúng rồi. Dạ, và cái sự kết hợp này nó tạo ra cái hương vị như thế nào anh? Khi mình chấm vô cái mùi tương bần nó thơm rồi kích thích người ăn rất là nhiều. Dạ. Mình quậy tan đường rồi thì mình sẽ cho vô đây thêm một miếng chanh thôi cả nhà ha. Là mình dắt chanh vô trong tương bần luôn. Đúng rồi, cho vô tương bần luôn. Cho vô đây khoảng như một thìa cà phê mè ha, rồi Huy đánh đều giùm anh Vũ cái phần này ha. Chanh bắt đầu nó ngấm từ từ vô thì miếng thịt của mình nó tái hơn nè. Một chỗ nào nó ngấm nhiều thì nó sẽ chín hơn. Mình trộn cái phần dê tái chanh ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho những cái nguyên liệu đang đúng có rồi, trên đây. Đúng rồi, sẽ cho ớt nè. Ớt, xả nè, hành tím nè. Rồi. Mình
Em thấy là trong những cái nguyên liệu bỏ vào có rất là nhiều cái loại kiểu như là góp phần để tăng thêm cái việc đó là khử bớt mùi hôi của thịt dê nữa. Mình sẽ chút cái phần nước sốt mình đã trộn sẵn đó, mình sắc sợi cái phần gừng liền nè, mình băm lại nhẹ cái mình bỏ vô, mình đâm với lại muỗng đường, nửa muỗng hạt nêm, giờ mình dắt thêm hai miếng chanh nữa, cho thêm nửa muỗng nước mắm nữa thôi. Huy giúp anh rắc thêm lá chanh vô ha. Dạ rồi. Chanh mình vô đây cho nó ăn phần lá chanh cho nó thơm thơm ha. Vũ sắp cái phần chanh là dưới đây, phần thịt thì Vũ vẫn sắp lên trên ha. Wow, mình bày trí ra dĩa là nhìn thấy bắt mắt thêm với tất cả quý vị. Thơm ha. Bước cuối cùng là cho mè vô ha. Đúng rồi, rắc mè lên giùm anh ha. Dạ. Màu hồng của thịt dê tái, xanh của rau thơm, đỏ của ớt, điểm thêm màu vàng của mè rang thơm lừng, làm nên đĩa thịt dê tái chanh bắt mắt, hấp dẫn. Thịt dê mềm, ngọt, kết hợp với vị chua ngọt của nước sốt, quyện cùng vị mặn mặn của tương bần, tươi mát của rau ăn kèm. Tất cả tạo nên món dê tái chanh mang hương vị thật khó quên. Và người thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón đến gian bếp của Hành Trình Hương Vị một đội diễn viên rất là xinh đẹp, bạn rất là đa năng nha, thể hiện được từ chính kịch nè, rồi bi kịch, rồi cả những cái vai diễn hài hước nữa đó. Nhiều vậy. Dạ, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón diễn viên Kiều Ngân đến với gian bếp của Hành Trình Hương Vị quý vị nha. Bây giờ anh Vũ chào Huy cũng như là chào tất cả quý khán giả của chương trình Hành Trình Hương Vị. Anh Vũ thấy không, dàn bếp của mình ngày hôm nay với hai người đàn ông có một vị khách mời là một cô gái xinh đẹp như vậy, làm tăng thêm cái vẻ đẹp cho dàn bếp của chúng ta. Bây giờ Huy đố thử Kiều Ngân là món dê này làm cái gì vậy? Đúng rồi đó. Ây trời. Theo cái cách mà bài trí như vậy thì ở nhà mẹ hay làm là dê tái chanh. Khách mời của mình là chắc ở nhà rất thích ăn dê đó, cho nên là mới rành được cái món ăn của mình là nói là mẹ hay làm dê tái chanh. Ở nhà là có thằng nhóc em nó thích ăn dê. Nhưng mà bình thường là mẹ ở nhà làm là không có ăn. Tại vì ngày xưa có một lần thì ăn ở quán, nhưng mà cái mùi nó hơi bị nồng, mẹ không ăn được. Nhưng hồi nãy khi bước vô đây chỉ ngửi được mùi thơm thôi, thì bây giờ là quyết định sẽ thử một lần. Rồi, anh Vũ ơi, còn chần chờ gì nữa, mình hãy mời người đẹp ăn ngay món ăn này đi anh ạ. Rồi, anh tiếp đi nha. Dạ, em cảm ơn ạ. Đó, dê tái rất là ngon nè. Mình thử mình chấm một tí xíu dê tái chanh cùng với lại tương bần để xem là món ăn này sẽ như thế nào. Bây giờ mời Kiều Ngân. Huy ăn mình thêm miếng rau đi. Tí tô ha. Tí tô. Dạ. Mình có thể có ngò gai và ngò ôm luôn. Ai dạ. Ăn cái gì thì mình có thể gấp thêm ăn. Chấm cái tương bần nha. Xin phép mọi người em thưởng thức đây. Chết là anh Vũ ơi. Thôi vậy? Ngon quá phải không? Chắc thử thêm miếng nữa. Anh Vũ ơi, anh phải chỉ em bí quyết mới được. Ủa sao lúc trước em ăn em không chịu được mà cái này ngon quá. Ngon. Cái này ngon lắm mọi người. Tuyệt hảo. Trộn miếng ớt hiểm vô cắn nữa. Cái xè ra. Em cũng có cảm nhận y chang như là Kiều Ngân luôn, có nghĩa là hả? Nó không còn cái mùi dê đặc trưng. Huy thử hai cách ăn luôn. Thứ nhất là Huy ăn cùng với là rau tí tô nè, với là miếng ớt chấm tương bần, với là mình ăn dê không. Thì phải công nhận luôn là dê của mình nó rất là tươi, có vị cắn ngọt. Vào đúng rồi. Có vị ngọt. Đúng rồi, cắn vào nó có vị ngọt. Với là còn có một điều nữa là món này mình phải nên ăn với rau để tạo thêm cái sự đậm đà và cái sự hòa quyện. Kích thích cái mùi vị hương vị đúng của mình đó. Nó quá. Dạ. Quá ngon luôn. Anh ơi, một xí trai kia anh với chị em bí quyết nha. Không, bí quyết dễ lắm. Bây giờ mình về mình coi. Mình coi chương trình Hành Trình Hương Vị phát sóng vào lúc 19:40 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Trời ơi, vậy đó. Đó chính là cái điều mà Huy cũng muốn lưu ý với tất cả các vị khán giả. Ôi, em cảm ơn anh Vũ, cảm ơn Huy cũng như cảm ơn chương trình đã cho em hôm nay một bữa ăn. Em tưởng là em ăn không được nhưng mà cuối cùng là ăn rất ngon. Xuất sắc. Huy nghĩ rằng là ngày hôm nay với cái sự hướng dẫn của anh Vũ với món ăn này thì tất cả quý vị hoàn toàn có thể thực hiện ở nhà để mời những người thân yêu của mình. Và với cách mời Kiều Ngân của chúng ta ngày hôm nay thì chắc chắn là cũng đã có biết thêm một món ăn ngon. Lần này em về em sẽ chứng minh cho nhà em thấy là em không sợ dê. Em làm cái món này lại cho nhà em ăn luôn, cho mẹ em hết hồn. Đúng rồi đó. Quá tuyệt vời rồi. Và quý vị khán giả thân mến, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó chính là vào lúc 19:40 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì Quang Huy, Kiều Ngân và anh Vũ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bún riêu cua vốn là món ăn có xuất xứ từ Bắc Bộ, nhưng ở mỗi vùng miền lại có những đặc trưng riêng. Làm thế nào để nấu được món bún riêu cua mang hương vị đậm đà? Mời quý vị và các bạn cùng MC Lâm Trí Thuận tìm câu trả lời từ đầu bếp Hoàng Oanh trong chương trình Hành Trình Hương Vị, phát sóng vào lúc 19h40 Chủ nhật, ngày 16 tháng 10 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.